Kính thưa toàn thể quý đại vị, như toàn thể quý vị cũng đã biết, hình hài vóc dáng của chúng ta được tạo nên từ tinh cha và huyết mẹ. Cuộc sống này chúng ta được no đủ và chúng ta được hạnh phúc là nhờ vào công cha và nghĩa mẹ. Chính cha mẹ đã san sẻ tình yêu thương đó đối với mỗi chúng ta. Và những lời ru đó như là bài múa, những bài hát và những lời răn dạy của cha, của mẹ dành cho chúng ta để chúng ta khôn lớn trưởng thành. Và cuộc sống này chúng ta được lớn lên trong vòng tay âu yếm đó cũng chính từ những lời ru. Sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta ngược dòng thời gian trở lại với tuổi thơ ấu, đến những lời ru của những người cha, những người mẹ. Đặc biệt lời ru của mẹ luôn luôn cháy bỏng trong trái tim của chúng ta để giúp chúng ta khôn lớn trưởng thành, để chúng ta trọn đầy tình yêu thương của mẹ đó. Để tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể quý vị cùng đến với bài hát múa lời ru tình mẹ với sự thể hiện của câu lạc bộ nghệ thuật thôn Nhân Phú biểu diễn. Vì con đi dẫn ý người
dù đổi thay và một chồng anh rất là rộn rã để trân trọng cảm ơn lời ru tình mẹ với sự thể hiện của câu lạc bộ nghệ thuật thôn Nhân Phú biểu diễn.